sáng kiến ngũ cốc biển đen mới được gia hạn hồi tuần trước, góp phần đảm bảo cho Nga vận chuyển lương thực và phân bón mà không đối mặt với các lệnh trừng phạt. Liên Hợp Quốc đang hướng đến một giai đoạn gia hạn dài hơn sau thời hạn 120 ngày vừa đạt được. Chúng ta vẫn còn nhiều việc phải làm, nhất là liên quan tới xuất khẩu phân bón, bởi vì chúng ta vẫn đang chứng kiến cuộc khủng hoảng về phân bón, không chỉ là về khối lượng mà còn là về giá cả, bị tác động bởi nhiều yếu tố. Điều đó đang làm giảm giá trị sản phẩm, đặc biệt là đối với nông dân sản xuất theo quy mô vừa và nhỏ, ảnh hưởng đến các khu vực khác nhau theo những cách khác nhau. Liên Hợp Quốc và các tổ chức quốc tế đang đẩy mạnh cảnh báo về cuộc khủng hoảng gia tăng đối với phân bón, khi các quốc gia dễ bị tổn thương ở các khu vực như châu Phi và vật lộn với giá cả đã tăng 300% kể từ khi cuộc xung đột Nga-Ukraine bắt đầu. Ngân hàng Phát triển châu Phi cho biết, các hộ nông sản sản xuất nhỏ cung cấp thức ăn cho phần lớn người dân đang thiếu 2 triệu tấn phân bón. Giá phân bón cao sẽ đồng nghĩa với việc ít thực phẩm hơn vào thời điểm mà mọi người cần nhất. Với thời tiết khắc nghiệt thường xuyên hơn và xung đột Nga-Ukraine vẫn khiến các nước phụ thuộc vào nhập khẩu bất an. Nga xuất khẩu nhiều phân bón hơn bất kỳ nước nào trên thế giới. Không cần biết thái độ của bạn với Nga ra sao, bạn cần phải để những ngũ cốc và phân bón của Nga được lưu thông. Nếu không, người dân khắp nơi trên thế giới sẽ chết đói. Trong số 8 tỷ người trên trái đất, 50% phụ thuộc vào phân bón. Vì vậy, chúng ta phải để phân bón lưu thông, không có thời gian để lãng phí. Toàn bộ hành tinh đang bị đe dọa. Cuộc xung đột Nga-Ukraine gây thêm áp lực lên cộng đồng quốc tế, vốn đã lo ngại về tình trạng thiếu hụt lương thực trên khắp hành tinh do biến đổi khí hậu và đại dịch COVID-19. Trong bối cảnh khủng hoảng trong khủng hoảng, các quốc gia buộc phải điều chỉnh chính sách, đồng thời phát huy vai trò trách nhiệm của mình đối với an ninh lương thực toàn cầu.